Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Hoa Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 96. Đào Hoa nghĩ một lát, cười gật đầu, chỉ cần Mama là người đúng, vậy ta sẵn lòng giúp đỡ. Nàng rõ ràng là người đúng, chỉ thiếu một người có thân phận làm chỗ dựa. Nghe Đào Hoa nói vậy, Từ Quản Sự thở phào nhẹ nhõm, cất lời, sự việc bắt đầu từ 1 năm rưỡi trước. 1 năm rưỡi trước, hậu viện của tướng phủ chưa có nhiều người như bây giờ, chỉ có Tần Giải Ngữ một mình nổi bật. Tướng gia sủng ái nàng, cho phép nàng tùy ý hành động trong hậu viện, khiến cho Tần thị khó khăn khi đối phó với những người khác được Thẩm Tại Dã sủng ái. Lúc đó có một thông phòng hầu hạ tướng gia suốt 2 ngày, được tướng gia yêu thích. Khi Tần Giải Ngữ biết chuyện, nàng liền gọi người đó tới Hải Đường viện và trừng phạt một cách bí mật. Người hầu đó chính là con gái của Từ Quản Sự, tên là Tri Nguyệt. Mặc dù xuất thân không cao, nàng chỉ là một người hầu, nhưng với tính cách ôn hòa và chu đáo, Thẩm Tại Dã đã định thăng chức cho nàng. Tuy nhiên, sau khi bị Tần thị tra tấn, Thẩm Tại Dã không còn sủng ái Tri Nguyệt nữa, mà chuyển sang những người khác. Không biết ai đã đồn đại với Tần thị rằng Tri Nguyệt đã tố cáo nàng, khiến tướng gia từ đó không đến Hải Đường viện nữa. Nghe vậy, Tần thị nổi giận và tra tấn Tri Nguyệt lần nữa, lần này quá mức khiến Tri Nguyệt chết tại Hải Đường viện. Xảy ra án mạng tự nhiên là chuyện lớn, nhưng Tần gia quyền thế lớn, nhanh chóng cho người đến giải quyết hậu sự của Tri Nguyệt và phong tỏa thông tin, không cho ai nhắc lại. Từ Quản Sự phẫn nộ vô cùng, hận không thể lập tức xông vào Hải Đường viện giết Tần Giải Ngữ để báo thù cho Tri Nguyệt. Nhưng nàng không có cách nào, không thể tiếp cận Tần thị, còn tướng gia dường như muốn giảm bớt sự việc, an ủi nàng một chút rồi bỏ qua. Hơn 1 năm trôi qua, không ai còn nhớ đến Tri Nguyệt đã chết, chỉ có Từ Quản Sự mỗi ngày sống trong đau khổ vì không thể báo thù cho con. Nhưng hiện giờ, cơ hội cuối cùng đã đến. Nếu nương tử có thể bảo vệ lão thân, thuyết phục tướng gia, lão thân nguyện ý cả đời làm việc cho nương tử. Vừa nói, Từ Quản Sự nghẹn ngào, lão thân sống đến bây giờ chỉ để nhìn thấy kẻ giết người phải trả giá. Đào Hoa nghe xong xúc động, đứng dậy đỡ bà lên, nói nhỏ, nếu Mama tin ta, ta nhất định sẽ giúp. Chỉ là tướng gia tâm tư khó đoán, Tần gia dù sao cũng là nhà giàu có. Người phải kiên nhẫn, không thể vội vàng, hiểu chưa? Từ Quản Sự gật đầu nhẹ, cười khổ nói, lão thân sao không biết tướng gia tâm tư khó đoán. Trước đây sủng ái Tri Nguyệt như vậy, nhưng khi nàng bị hại chết, hắn cũng chẳng quan tâm, để kẻ giết người tiêu dao. Đây chẳng phải là phong cách của Thẩm Tại Dã từ trước đến nay sao? Đào Hoa mím môi, trong lúc yêu thương thì rất thâm tình, nhưng khi gặp chuyện thì lại rất tuyệt tình. Nhìn Cố Hoài Nhu và Tần Giải Ngữ, bao gồm cả chính nàng, nói hay thì là nương tử, nói dở thì chỉ là quân cờ. Nếu không phải đôi khi nằm trên ngực hắn nghe thấy tim đập, nàng còn nghĩ rằng Thẩm Tại Dã là người vô tâm. Mama đến ở Tranh Xuân các hầu hạ ta đi, Đào Hoa nói, bên ngoài ồn ào loạn lạc, không bằng ở đây làm việc. Cảm ơn nương tử, Từ Quản Sự cảm kích hành lễ, đi theo thanh đài thu dọn đồ đạc, trốn vào sự bảo vệ của Đào Hoa. Lâm Vũ viện, Thẩm Tại Dã đang xem tội trạng do Từ Quản Sự viết, bên ngoài có người vào báo, ra, Khương nương tử đến. Khi nào nàng đến mà lại thành thật báo cáo, Thẩm Tại Dã bật cười, để nàng vào đi. Vừa nói xong, từ phía sau có một con thỏ nhảy vào, tiến đến bên cạnh hắn, hai mắt cười tít, chân chó nói, ra, ăn bánh tường vi không? Nhìn qua đồ nàng mang, Thẩm Tại Dã mím môi, không phải là bánh Đào Hoa sao? Ra nói nó là bánh tường vi, vậy thì là bánh tường vi. Đào Hoa ngoắt ngoắt đuôi nói, thiếp quyết định đổi tên cho nó. Được, Thẩm Tại Dã che mặt nàng lại, không nhịn được nói, có việc gì muốn nhờ ta? Nói thẳng. Đào Hoa mếu máu, kéo tay hắn xuống, ủy khuất nói, thiếp phải loại người có việc mới tìm ngài sao? Thẩm Tại Dã trầm mặc nhìn nàng, trong mắt như viết chữ to, đúng vậy. Hắc hắc, thật không thể giấu được ra. Đào Hoa cười ngồi xuống xoa chân cho hắn, thiếp chỉ muốn hỏi, chuyện ồn ào trong phủ gần đây, ngài định xử lý thế nào? Thẩm Tại Dã nghiêng đầu nhìn nàng, nói, liên quan gì đến ngươi? Không liên quan, thiếp chỉ hỏi cho vui. Đào Hoa xoa bóp đùi hắn, nghe nói là chuyện lớn về người chết. Thẩm Tại Dã mím môi, suy nghĩ một lát, kéo nàng đứng dậy đặt vào lòng, rồi đưa cái gì đó cho nàng xem. Nếu Từ Quản Sự đưa thứ này cho nha môn, Tần gia cũng sẽ bị kiện. nhưng Từ Quản Sự vẫn không đạt được kết quả nàng muốn. Đào Hoa nhìn, cười nói, Từ Quản Sự chỉ là nô tỳ của tướng phủ, đối phương là con gái đình úy triều đình, đương nhiên không có công lý. Vì vậy, Từ Quản Sự đưa đơn kiện cho ngài định làm gì? Vuốt chán, Thẩm Tại Dã mệt mỏi để cầm trên vai nàng, từ phía sau ôm lấy nàng, thản nhiên nói, giao cho ta, cũng không có gì khác biệt. Tần thị dù bị giáng chức, vẫn là con gái đình úy. Ra sợ đình úy đại nhân, Đào Hoa nhướng mày. Không phải sợ, Thẩm Tại Dã nói, chỉ là không cần thiết vì chuyện này mà cắt đứt quan hệ giữa tướng phủ và đình úy phủ. Cơ thể cứng đờ, mắt Đào Hoa âm u, nếu người chết là thiếp, gia cũng sẽ nói những lời này. Người nghĩ quá nhiều, Thẩm Tại Dã lắc đầu, người chết là vấn đề của Triệu Quốc và Đại Ngụy, không phải ta. Vậy mà trước đây hắn còn muốn giết nàng. Đào Hoa cười khổ, nhìn đơn kiện với tên Tri Nguyệt, không nhịn được nói, gia không coi trọng tính mạng của nàng sao? Dù sao cũng là nữ nhân của ngài. Nữ nhân, Thẩm Tại Dã mỉm cười, thản nhiên nói, Tri Nguyệt chết không oan, một mạng của nàng đổi lấy hơn 1 năm hiệu lực của đình úy triều đình, cứu nhiều mạng sống hơn. Ta cũng đã đền bù tổn thất cho Từ Quản Sự. Chết không oan. Đào Hoa sững sờ, nhìn ngẫm những lời này, đột nhiên cảm thấy toàn thân rét run. Nàng nhớ tới khi Cố Hoài Nhu gặp nạn, thân ảnh mập mạp xuất hiện lúc nửa đêm ở Lâm Vũ Viện. Nhớ tới Mạnh thị bị đuổi, Mạnh gia gặp nạn, thậm chí nhớ tới khi nàng lên xe ngựa, Cảnh Vương chờ ở Bắc Môn. Thẩm Tại Dã người này, sự ân sủng và yêu thương đều muốn đổi lấy thứ gì đó. Mạng sống cũng phải đổi, một khi mất giá trị, sẽ bị ném bỏ và chết. Người như vậy, chính nàng mỗi ngày phải cười nghênh đón, sống thật khó khăn. Sao vậy? Thẩm Tại Dã nhíu mày, tay ngươi sao lạnh thế? Không có gì, Đào Hoa nhỏ giọng, vậy lần này ra cũng định mặc kệ, đè nén việc này. Thẩm Tại Dã nhìn nàng một cái, gật đầu. Thiếp hiểu rồi, Đào Hoa đứng dậy, rời khỏi lòng hắn, cười hành lễ, thiếp xin lui trước. Thẩm Tại Dã bĩu môi, nhìn bóng lưng không chút do dự, cầm một miếng bánh đào hoa trên bàn, ăn một lúc, đột nhiên cảm thấy Khương Đào Hoa có điểm kỳ lạ. Chạm lô, nô tài đây, đi xem tranh xuân các có chuyện gì, Từ Quản Sự có qua đó không? Dạ, Thẩm Tại Dã khẽ nhíu mắt, nhìn sách trước mặt, thật lâu sau, thở dài. Trở về tranh xuân các, Đào Hoa không báo tin xấu, chỉ nói ra hôm nay tâm trạng không tốt, không thể nói nhiều. Lão thân không vội, Từ Quản Sự cúi đầu, nương tử cho lão thân chỗ chu thân, đã cảm kích lắm rồi. Chỉ cần còn sống, sẽ đợi được. Nhìn vẻ mặt quật cường của bà, Đào Hoa cảm thấy ngực khó chịu, miễn cưỡng cười rồi nằm xuống giường. Nàng không hiểu vì sao tâm trạng lại tệ như vậy, thật ra Thẩm Tại Dã là người thế nào, nàng cũng đoán được. Nhưng khi thực sự hiểu ra, trong lòng lại không chịu nổi. Thật hiếm thấy, nàng còn mong đợi gì ở hắn sao? Đều là lợi dụng lẫn nhau, nàng chỉ cần quan tâm quyền lực của hắn, không cần để ý điều khác. Dù hắn là người lạnh lùng, nàng cũng phải ở bên hắn. Nghĩ thông suốt, Đào Hoa thấy dễ chịu hơn, ăn uống bình thường. Nương tử, vừa định ăn tối, Cố Hoài Nhu đến. Đào Hoa thêm chén đũa, nhìn nàng nói, người biết ta có đồ ăn ngon nên đến phải không? Cố Hoài Nhu nhíu mày, ta đâu còn tâm trạng ăn. Ngài không nghe tin sao? Phủ chúng ta sắp có thêm nương tử. Sững sờ, Đào Hoa nhớ lại, Thẩm Tại Dã đã nói sẽ có người mới đến, bảo nàng chăm sóc. Ai vậy? Còn ai nữa? Tần gia nhị tiểu thư, Tần Hoài Ngọc. Gì cơ? Đũa suýt rơi, Đào Hoa trợn mắt, người Tần gia. Thẩm Tại Dã bị kẹp đầu hay sao mà bảo nàng chăm sóc? Tần Giải Ngữ hiện tại cũng hận nàng, muội muội nàng ta làm sao đưa cho nàng chăm sóc? Ta nghĩ lâu rồi. Cố Hoài Nhu nghiêm túc nói, Tần gia thấy Tần Giải Ngữ vô dụng, nên đưa con gái khác. Nghe nói cô nương đó tính tình khác Tần thị, rất đáng yêu, không biết có hợp với gia. Thẩm Tại Dã không kén chọn, nữ nhân trong phủ chỉ cần hợp nhu cầu, đều là khẩu vị của hắn. Oán thầm hai câu, Đào Hoa vẫn vỗ tay Cố Hoài Nhu an ủi, thiếu hai nương tử, thêm người mới cũng phải, ngươi lo gì. Chương 97. Cố Hoài Nhu nhíu mày, nàng không nghĩ tới sao? Nhà Tần lại có thêm người, nếu hai chị em họ cùng hỗ trợ, Tần Giải Ngữ chắc chắn sẽ quay lại mạnh mẽ. Với mâu thuẫn giữa nàng và cô ấy, sau này nàng có thể gặp rắc rối gì không? Đào Hoa nhún vai, mỉm cười nói, nếu Tần thì có thể dựa vào em gái mình để được sủng ái lại, đó cũng là tài năng của cô ấy. thay vì lo lắng, ngươi nên tập trung hơn vào tướng gia. Nhắc đến Thẩm Tại Dã, Cố Hoài Nhu lại uể oải, dù có cố gắng thế nào cũng vô ích, ta không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Đúng vậy, Đào Hoa gật đầu, trong viện này có bao nhiêu người có thể thấu hiểu suy nghĩ của Thẩm Tại Dã. Ngay cả nàng cũng thấy càng ngày càng khó hiểu. Ban đầu nàng nghĩ Thẩm Tại Dã còn đối xử ôn nhu với nàng, có thể có chút tình cảm. Nhưng sau khi bị đánh bất ngờ, nàng mới hiểu lòng giả ác độc của hắn, chỉ là nàng tạm thời tránh thoát mà thôi. Nếu đã phải sống trong hậu viện này, nàng không còn lựa chọn nào khác, phải bước từng bước cẩn thận. Lăng Hàn viện, Tần Giải Ngữ tức giận đến mức gần chết, mắt đỏ bừng đứng bên cạnh Mai Chiếu Tuyết nói là cha mẹ ruột, hiểu rõ ta nhất, nhưng khi ta gặp chuyện không may, họ không nghĩ cách giúp đỡ ta. Ngược lại, họ chỉ nghĩ cách tự lo cho mình, ta còn chưa chết, mà họ đã đưa Hoài Ngọc vào đây sao? Mai Chiếu Tuyết bình tĩnh nhìn nàng nói, là con gái nhà giàu, trên vai mang vinh quang gia tộc. Khi ngươi không thể gánh vác, họ sẽ thay người khác. Có gì mà không hiểu, ngươi nên vui mừng vì đó là em gái ngươi, có thể không phải là không có lợi cho ngươi. Thân muội muội cái gì chứ? Tần Giải Ngữ nghiến răng, trước đây ở trong phủ đã gây sự với ta, bây giờ đến tướng phủ, chắc chắn là muốn xem ta thất bại. Thà rằng rời khỏi đây với lá thư ly hôn còn hơn bị nàng chế giễu. Giải Ngữ, Mai Chiếu Tuyết mím môi, bao giờ ngươi mới thay đổi được tính nóng nảy này? Tần Giải Ngữ trừng mắt, vậy làm sao mà bình tĩnh được? Trước mắt quản sự không buông tha ta, ra lại đưa Tần Hoài Ngọc vào đây, trước là sói sau là hổ, ngài bảo ta làm sao bây giờ? Cách giải quyết phải từ từ nghĩ ra. Mai Chiếu Tuyết nói, chuyện của quản sự, ra có vẻ sẽ không lật lại bản án, ngươi tìm cách bịt miệng nàng là được. Chẳng thế nào, nàng ta hiện đang ở trong tranh xuân các, Khương Đào Hoa kia rõ ràng muốn bảo vệ nàng. Mai Chiếu Tuyết khẽ mỉm cười, tranh xuân các dù có vững chắc thế nào cũng ở trong tướng phủ, muốn ăn cơm tướng phủ, uống nước tướng phủ, ngươi còn sợ không có cách sao? Tần Giải Ngữ sững sờ, nhìn vẻ mặt của Mai Chiếu Tuyết. Chợt bừng tỉnh, nàng lập tức mang theo váy chạy ra ngoài. Mai Chiếu Tuyết yên tĩnh nhìn bóng lưng của nàng một lúc, rồi thở dài nói với nha hoàn bên cạnh, tiếp tục ra lệnh, từ nay về sau Tần thị không được tùy ý ra vào Lăng Hàn viện, chuyện gì cũng không cần để nàng làm. Dạ. Đêm xuống, Đào Hoa nằm trên giường, cảm thấy có sự cảm xấu nên không thể ngủ được. Quả nhiên, khoảng canh một, bên ngoài vang lên tiếng kêu đau nhẹ, rồi có người từ cửa sổ lật vào. Nương tử thật ác độc, Tử Yến Quy nhỏ giọng nói, tại hạ đã tặng nương tử bảo vật, lại giúp nương tử trừ kình địch, sao nương tử còn đặt nhiều đinh sắt trên tường như vậy? Khương Đào Hoa đứng dậy nhìn hắn, không cười cũng không giận, thản nhiên nói, Từ tiên sinh, ta nói lần cuối, nếu ngài còn đến tranh xuân các vào nửa đêm như vậy, hủy hoại danh tiếng của ta, sẽ không tốt đâu. Tử Yến Quy gượng cười, nương tử cần gì nghiêm trọng như vậy? Tại hạ thật lòng thích nương tử, nên... Ngài chỉ muốn đuổi ta ra ngoài phủ, đừng làm bẩn chữ thích. Vẻ ngoài cười nhưng trong lòng không cười, Đào Hoa đưa tay thắp đèn, giơ lên trước mặt hắn nhìn nói, ta và tiên sinh không thù không oán, tiên sinh cần gì gây sự với ta. Thật sự bị nhìn thấu rồi, không thể lừa nàng được. Tử Yến Quy thu liễm thần sắc, nhíu mày nhìn nàng nói, nương tử không nhận ra mình có thể phá hỏng đại sự của người khác sao? Đại sự của Thẩm Tại Dã, ta không thể phá hỏng, ngược lại còn giúp hắn. Đến lúc nào đó, có thể ta mới là người bị bỏ qua. Khương Đào Hoa nghiêm túc nói, ngài lo lắng quá thừa, hơn nữa, thật sự là xem thường tướng gia. Nương tử mới là xem thường chính mình. Tử Yến Quy lắc đầu, tướng gia rất thích ngươi, đối xử với ngươi khác biệt. Nếu vậy tiên sinh hãy cùng ta đánh cuộc. Đào Hoa lấy giấy bút, cúi đầu viết, nếu có xung đột lớn, tướng gia chọn bảo vệ ta, ta nguyện giao mạng cho tiên sinh. Nếu tướng gia bỏ qua ta, chọn thành tựu đại sự, tiên sinh sẽ thiếu ta một mảng. Tử Yến Quy chấn động, không ngờ Khương Đào Hoa lại viết như vậy để đánh cuộc. Nhìn tờ giấy trước mặt, hắn có chút do dự. Sao vậy, ngài lo lắng không phải chính là điều này sao? Ta đã giải quyết cho ngài. Đào Hoa liếc nhìn hắn nói, nếu tướng gia như ngài lo lắng, vì ta hỏng việc, ngài có thể giết ta, ta sẽ không chống cự. Ngược lại, nếu ngài oan uổng ta, oan uổng tướng gia, đưa mạng cho ta, tính là công bằng. Ngươi muốn giết ta? Tử Yến Quy hỏi. Giết ngài đối với ta không có lợi. Đào Hoa nói, không cần lo lắng, nếu ta thắng, cũng không thật sự muốn mạng ngài. Vậy là có lời. Tử Yến Quy gật đầu, cầm bút ký tên, đóng dấu ấn của mình. Đào Hoa vuốt cằm, thu lại đồ, ngài có thể đi. Như muốn làm chuyện lớn, nhưng Tử Yến Quy cảm thấy có gì đó lạ, bước lên bệ cửa sổ không nhịn được quay đầu lại hỏi nàng, ta có phải đã đắc tội ngươi? Ngươi đoán xem, Đào Hoa cười nhếch miệng, ta rất ghét người quấy rầy giấc ngủ của ta. Quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác, quả thật là không đội trời chung. Rụt cổ một cái, Tử Yến Quy nói, vậy nếu chúng ta đã đạt thành hiệp nghị, ngươi sẽ không chơi ta nữa chứ? Sẽ không, Đào Hoa nói, trừ khi ngươi đáng bị trừng phạt. Tử Yến Quy, hắn còn có tội tình gì đáng bị trừng phạt nữa chứ? Dù sao cũng có Thẩm Tại Dã đứng sau, không sợ. Nghĩ vậy, Tử Yến Quy vẫn tiêu sái ném áo bào rồi biến mất trong bóng đêm. Chủ tử, người vừa đi, Thanh Đài liền đẩy cửa tiến vào, nô tỳ phát hiện có gì đó không ổn, trong sân hình như có người đã tới. Ngáp một cái, Đào Hoa nói, đúng vậy, vừa mới đi. Không phải là người đó, Thanh Đài nhíu mày, là trong hậu viện, gần giếng nước hình như có người đã đến. Hơi sững sờ, Đào Hoa quấn mình trong chăn như con sâu, chỉ lộ ra đôi mắt hạnh tức giận nói, lửa hoang thiêu không hết, gió xuân thổi lại nảy mầm. Thanh Đài, lần này chúng ta giết bọn họ đi. Thanh Đài bật cười, ngài có dám không? Không cần ta ra tay, sớm muộn gì cũng chết. Bĩu môi, Đào Hoa duỗi tay, lấy tờ giấy dưới gối đưa cho nàng, thứ này ngươi cứ ra ngoài giải, tốt nhất để cho cả thành vương phủ này biết. Dạ, Tần Giải Ngữ ngồi trong phòng chờ đợi, nơi này vừa bẩn vừa hôi, nàng đã vài ngày không ngủ ngon, tính tình cũng trở nên nóng nảy. Vừa thấy người trở lại, nàng liền kéo đến hỏi thế nào. Đầy tớ hoảng hốt nói, xong rồi, giếng đó nửa tháng sẽ không sạch được, ai uống nước sẽ gặp nạn. Tốt, Tần Giải Ngữ đưa tay cho hắn bạc, uy hiếp nói, đừng nói với bất cứ ai. Nô tài hiểu, đầu độc thực sự là cách giết người đơn giản và trực tiếp nhất. Khương Đào Hoa dù thông minh đến đâu cũng không thể không uống nước. Dù nàng không uống, quản sự kia cũng nhất định sẽ uống, chỉ cần một người trúng chiêu, nàng cũng có thể ngủ ngon. Hưng phấn chờ đến hừng đông, Tần Giải Ngữ lắng nghe động tĩnh bên ngoài, đầy lòng mong đợi. Nhưng sáng hôm sau, không có tin tức ai chết, tướng phủ lại như xảy ra chuyện khác. Hôm nay vốn là ngày Tần Hoài Ngọc qua môn, Thẩm Tại Dã nghỉ phép, chờ đến hoàng hôn để hành lễ. Ai ngờ sáng sớm, vệ sĩ của vương phủ đã đến cửa. Tướng gia, người dẫn đầu nói, Du vương phủ bị mất cặp ngọc bội uyên ương, theo tin báo, đạo tặc giấu trong tướng phủ, kính xin tướng gia giúp đỡ. Cặp ngọc bội uyên ương đó dĩ nhiên là của Du vương. Thẩm Tại Dã trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn ôn hòa nói, tự nhiên rồi, đạo tặc hình dạng thế nào? Ta nguyện giúp Du vương bắt giữ. Vệ sĩ chắp tay, đưa cho hắn một tờ giấy, Thẩm Tại Dã mở ra xem. Trên đó dĩ nhiên là bức họa của Tử Yến Quy. Bản thân đã có cặp ngọc bội uyên ương, cố ý giả mạo đến tướng phủ ngoại viện, tìm môn khách Tử Yến Quy. Dưới hàng chữ này còn có hình vẽ cặp ngọc bội uyên ương. Khóe miệng giật giật, Thẩm Tại Dã nhắm mắt, bóp tờ giấy nói, người này quả thật ở trong phủ ta, nhưng nếu thực sự là trộm, ta sẽ không giữ hắn, các ngươi theo ta. Cảm ơn tướng gia, một nhóm vệ sĩ theo hắn, rời khỏi viện. Đến cửa phòng, Thẩm Tại Dã hít sâu một hơi, đá văng cửa, để người vào kéo Tử Yến Quy đang ngủ ra ngoài. Đây là tiểu tặc, đại nhân mang đi đi. Thẩm Tại Dã ngoài cười nhưng trong không cười nói, từ nay về sau hắn và tướng phủ ta không còn liên quan. Vệ sĩ chắp tay đáp ứng, lập tức để người trói gô Tử Yến Quy. Chao ôi, Tử Yến Quy trừng mắt, chuyện gì vậy? Ngọc bội uyên ương đâu? Thẩm Tại Dã hí mắt hỏi. Ở trong phòng. Nhận ra đã xảy ra chuyện gì, Tử Yến Quy líu lưỡi, ra hiệu nhìn Thẩm Tại Dã, làm khẩu hình nói, không thể nào. Cả này cũng bị bắt, ngươi cứu ta. Ôm cánh tay cười lạnh, Thẩm Tại Dã nói, ta đã nói rồi, ngươi lại phạm sai lầm, tội gì tên gì chịu trách nhiệm đi. Vừa nhìn thiếu đầu óc này là biết không nghe lời, lại đi trêu chọc Khương Đào Hoa, bị dạy dỗ cũng đáng đời. Hắn gần đây bận rộn điều hành quan viên, không đếm xỉa đến hắn. Để hắn chịu khổ trong lao cũng tốt. Chào ôi, tướng gia, thấy hắn xoay người muốn đi, Tử Yến Quy vội nói, một nửa kia vẫn còn ở chỗ khác, ngài cũng mặc kệ sao? Ngài mà mặc kệ, ta sẽ nói với nàng là cùng phạm tội. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 98. Dừng lại một chút, Thẩm Tại Dã chợt nhớ rằng, nửa miếng ngọc uyên ương còn ở chỗ Tần Giải Ngữ. Lúc kết tội, không ai nhớ đến việc này. nên cũng không thu hồi lại miếng ngọc. Dù việc Tần thị ngoại tình đã được kết luận, nhưng không thể để Du Vương biết, nếu không sẽ gây thêm rắc rối. Hiện tại, Tử Yến Quy đã bị bắt, liệu có cách nào cứu được không? Ra, khi đang suy nghĩ, Khương Đào Hoa bước tới, cười tươi hỏi có chuyện gì vậy? Trong phủ rất ồn ào. Với đôi mắt sáng lên, Thẩm Tại Dã kéo nàng sang một bên, cầm tờ giấy trong tay và hỏi, ngươi làm việc này. Nháy mắt vài lần, Đào Hoa tỏ vẻ vô tội, thiếp không biết, gia đang nói gì. Tốt, ta sẽ hỏi ngươi theo cách khác. Thẩm Tại Dã mím môi, hiện tại Tử Yến Quy bị bắt và có liên quan đến Tần thị, làm thế nào để bảo vệ tướng phủ không bị dính líu? Gia không nghĩ ra cách này sao? Đào Hoa kinh ngạc nhìn hắn, không thể nào. Với gương mặt nửa đen nửa trắng, Thẩm Tại Dã cắn răng, ngươi có ý kiến thì mau nói. Chuyện này rõ ràng mà, nếu Tần thị thật sự ngoại tình, ngài không thể che giấu được. Buổi tối nhị tiểu thư Tần gia sẽ vào phủ, mối quan hệ giữa tướng phủ và Tần gia sau này sẽ do nàng duy trì, không liên quan đến Tần Giải Ngữ. Ngài tìm cách buộc tội nàng nặng và đuổi nàng ra khỏi phủ. Còn về Từ tiên sinh, cho hắn uống thuốc để không thể nói chuyện vài ngày, chờ ngài xử lý xong chuyện này. Dù hắn có liên quan gì đến Giải Ngữ, cũng không ảnh hưởng đến tướng phủ. Biện pháp này vừa đơn giản vừa trực tiếp, rất phù hợp để giải quyết tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Thẩm Tại Dã nheo mắt, ngươi vẫn muốn diệt trừ Tần thị sao? Ra cho nàng hưu thư, có khi nàng còn phải cảm tạ ra. Đào Hoa nhún vai, nhưng đây không phải là thiếp không tha cho nàng, nếu ra rảnh, sao không đi xem Tranh Xuân Các một chút? Tranh Xuân Các lại xảy ra chuyện gì? Thẩm Tại Dã nhíu mày, nhưng tình hình hiện tại không cho phép hắn nghĩ nhiều, thị vệ đã muốn đem Tử Yến Quy đi. Làm thế nào để hắn không thể nói chuyện vài ngày? Chuyện này đơn giản, Đào Hoa liền từ tay áo móc ra một chai thuốc đưa tới trước mặt Thẩm Tại Dã. Cười lộ ra hàm răng trắng, cho hắn uống. Bên cạnh, Trảm Lô kinh ngạc nhìn nàng, vô ý thức dùng mình. Thẩm Tại Dã bật cười, nhận lấy cái bình và ngửi, ngươi đã chuẩn bị sẵn. Phòng trước họa sau, Đào Hoa cười, ngài yên tâm, chỉ là thuốc gây nghẹn bình thường, vài ngày sau sẽ hồi phục, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tốt, Thẩm Tại Dã gật đầu, cầm cái bình đi đến bên cạnh Tử Yến Quy, không nói lời nào liền đổ thuốc cho hắn. Thị vệ bên cạnh kinh ngạc, có chút bối rối, tướng ra. Các ngươi yên tâm, Thẩm Tại Dã nói, người này bị định tội thế nào thì cứ thế mà làm. Chỉ là miệng hắn nói lung tung, nên để hắn nghỉ ngơi vài ngày. Trừng lớn mắt, Tử Yến Quy suýt nữa đá qua Thẩm Tại Dã. Nhìn kìa, cũng dám gọi thẳng tên ta. Thẩm Tại Dã thở dài, nhìn hắn nuốt thuốc, rồi thuận tay ném cái bình, chúng ta dù gì cũng là chủ tớ, ngươi đừng hận ta quá. Ai là chủ tớ với ngươi chứ? Ánh mắt Tử Yến Quy đầy căm phẫn, mở miệng muốn chửi nhưng không nói được lời nào. Thẩm Tại Dã mỉm cười, đưa tay vẫy hắn, thị vệ bên cạnh đỡ hắn dậy, nhanh chóng rời khỏi tướng phủ. Có thể ngủ ngon vài ngày. Đào Hoa vỗ tay, vui vẻ nói, bầu không khí hiện tại thật không tệ. Thẩm Tại Dã quay lại liếc nhìn nàng một cái, nghiêm giọng, Tranh Xuân Các lại xảy ra chuyện gì? Không có gì lớn, Đào Hoa cười nói, chỉ là có người đầu độc trong giếng thôi. À, đầu độc. Hả, ngẩn người, Thẩm Tại Dã hiểu ra nàng nói gì, mặt biến sắc, đầu độc. Phải, Đào Hoa gật đầu, chưa bắt được kẻ đầu độc, nhưng ra có thể hỏi trong viện khác, có lẽ có manh mối. Đám nữ nhân này điên rồi sao? Làm gì mà phải giết người? Thẩm Tại Dã nhíu mày, dẫn nàng đi đến Tranh Xuân Các. Thanh đài đã lấy vài thùng nước, mỗi thùng đều được thử bằng kim bạc, và kim chuyển sang màu đen. Lý y nữ cũng đến, sau khi kiểm tra, vào nhà nói với Thẩm Tại Dã là lượng lớn thạch tín, nước trong giếng này nửa tháng cũng không uống được. Từ quản sự đứng một bên, đánh giá thần sắc của Thẩm Tại Dã, cuối cùng quỳ xuống nói, tướng gia, nương tử vô tội, trước đây không có chuyện như vậy, là lão thân dẫn mối họa này đến. Người muốn giết, hơn phân nửa chỉ là lão thân mà thôi. Thẩm Tại Dã nhíu mày, nhìn nàng, im lặng không nói. Đào Hoa nói, gia thông minh như vậy, chắc hẳn không cần ai nói cũng hiểu, hiện tại chỉ xem gia muốn xử lý thế nào. Nếu giết người chưa thành mà có thể thoát tội, vậy các ngươi cứ tiếp tục đầu độc người trong sân khác đi. Đào Hoa, Thẩm Tại Dã quát khẽ, đừng nói bậy. Đó gọi là nói lung tung sao? Khương Đào Hoa nhướng mày, không thể hiểu nổi, thiếp muốn hỏi ra, nếu giết người mà không cần đền mạng, thì người chết có phải quá oan uổng không? Giết người không thành là không có tội, Vậy trong phủ này có thể sống sót bình an đều phải xem vận khí sao? Ai bị hung thủ thực hiện được thì coi như xui xẻo, hung thủ không thành thì có thể tiếp tục tìm cơ hội lần sau. Thật tốt nhỉ. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, Từ quản sự cũng bị lời Đào Hoa nói làm kinh hãi, không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Trước đây nàng nghĩ Khương nương tử tham lợi, chỉ cần có tiền mới chịu giúp. Không ngờ vì giúp nàng, Đào Hoa dám sẵn giọng trước mặt tướng gia, chỉ cần không cẩn thận chút là có thể mất sủng ái. Mình có thể cho nhiều tiền như vậy sao? Thẩm Tại Dã rõ ràng có chút giận, nhìn nàng nói, ngươi khi nào cũng tùy hứng như vậy. Còn là trẻ con chưa trưởng thành, chỉ biết đúng sai, không phân biệt được lợi và hại sao? Là thiếp không phân biệt được lợi và hại, hay tướng gia không phân biệt được lợi và hại? Đào Hoa nghiêm túc nói, ngài là đương triều thừa tướng, đứng đầu các quan lại, nhưng lại sợ đình úy, để nữ nhi của hắn giết người trong phủ ngài mà không quan tâm. Thiếp không biết Tần gia đã trả giá gì sau lưng, nhưng hiện giờ Tần Giải Ngữ nhiều lần phạm lỗi, không phải là không thể thay thế, sao gia còn chần chờ gì nữa? Thẩm Tại Dã nhíu mày, năm xưa bản án cũ, có lật lại cũng không được gì. Hiện giờ vụ đầu độc này, cũng không ai chết, muốn bắt và định tội Tần thị, chỉ sợ. Chưa nói hết câu, Từ quản sự đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Mọi người đều sững sờ, Thẩm Tại Dã kịp phản ứng trước, quát chạm lô, ngăn nàng lại. Vâng, nghe tiếng, Từ quản sự chạy nhanh hơn, lao đến giếng trong hậu viện, cúi đầu xuống thùng nước và uống cuồng nhiệt. Từ mama, chạm lô kinh hãi, đưa tay kéo nàng lại, nhưng nhìn nước trên mặt nàng, biết rằng nàng đã uống không ít. Đào Hoa cũng nâng váy chạy tới, cảnh tượng trước mắt làm nàng trợn mắt há hốc mồm, há to miệng nhưng không biết nói gì. Đây là không muốn sống nữa sao? Quay đầu nhìn Thẩm Tại Dã từ từ đi tới, Từ quản sự tránh khỏi tay chạm lô, quỳ bò tới trước mặt hắn nói, tướng gia muốn một mạng người để định tội, cái mạng này lão thân cho ngài, chỉ cầu ngài công bằng, trả lại công lý cho Tri Nguyệt. Đời này lão thân có thể làm được ít việc cho nàng, sau này cũng không có cơ hội, lần này cầu xin tướng gia thành toàn. Nói xong, đùng 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 liền dập đầu mấy cái, khi ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, nước mắt đầy mặt. Không ai nhìn thấy khuôn mặt này mà không động lòng, đây là khuôn mặt của một người mẹ đầy tuyệt vọng. Đào Hoa tự cho rằng mình sẽ không bao giờ đồng cảm, nhưng trước cảnh này, mũi nàng cũng đỏ lên. Thẩm Tại Dã nhìn nàng thật sâu, nói, ngươi đã cứu mạng ta, ta hứa sau này cho ngươi an hưởng tuổi già. Chuyện của Tri Nguyệt là ta có lỗi với ngươi, nhưng hôm nay, dù ngươi chết vì trúng độc, cũng không thể hoàn toàn đổ tội lên Tần thị. Hít một hơi lạnh, Đào Hoa không nhịn được mắng, ngươi còn có nhân tính không? Lạnh lùng liếc nàng một cái, Thẩm Tại Dã tiếp tục nói, Tần thị sẽ chịu tội như đáng, còn ngươi, mau phun thứ đó ra, để y nữ xem xét. Từ quản sự ngơ ngác quỳ tại chỗ, nước mắt chảy trên mặt nhăn nheo, cả người run rẩy. Đào Hoa không đành lòng nhìn, vội vàng nhờ lý y nữ đưa nàng đi thúc giục nôn, sau đó cho uống thuốc giải độc. Gia thật sự là người lãnh huyết vô tình nhất mà thiếp từng gặp. Nhìn Từ quản sự rời đi, Đào Hoa cắn răng nói, người khác còn chấp nhận được, nhưng Từ quản sự là ân nhân cứu mạng của ngài cần phải bức nàng đến mức này sao? Để thiếp đoán, khi Tri Nguyệt chết, ngài nhận được không ít lợi ích đúng không? Vì vậy bây giờ muốn lật lại bản án cũng là vì nợ nhân tình. Khương Đào Hoa, Thẩm Tại Dã nói, người có phải lại quên quy củ trong phủ này? Ngậm vài lá gan mà nói chuyện. 800 cái, Đào Hoa mắt đỏ, trừng mắt nói, người có bản lĩnh thì cắn ta đi. Nói cắn là cắn, Thẩm Tại Dã liền kéo nàng lại, cắn ngay vào cổ nàng. A, đau đến nước mắt lưng tròng, Đào Hoa đạp chân hắn, phẫn nộ xoay người bỏ chạy. Thẩm Tại Dã lạnh lùng nhìn, một lúc lâu mới hừ một tiếng, rồi mang theo chạm lô rời đi. Buổi tối trong phủ còn có hỷ sự, hắn chắc hẳn không có tâm tư xử lý chuyện này. Đóng cửa phòng, Đào Hoa nhíu mày, nằm lăn lộn trên giường. Từ góc độ lợi ích mà phân tích, vì một hạ nhân mà đắc tội đình úy là không có lợi. Nhưng người làm đại sự không thể chỉ nhìn lợi và hại, còn phải đắc nhân tâm. Nếu Thẩm Tại Dã tiếp tục độc ác như vậy, sớm muộn gì cũng bị cô lập hoàn toàn. Buổi trưa đến, Đào Hoa tức giận đến không ăn cơm, liền gọi thanh đài tới hỏi tình hình Từ quản sự. Lý y nữ nói không có gì đáng ngại, thanh đài nói kịp thời nôn ra, uống thuốc, hiện đang nghỉ ngơi. Vậy là tốt rồi, Đào Hoa gật đầu, đang định nguyền rủa Thẩm Tại Dã vài câu, lại nghe thanh đài nói, nàng nói chờ nghỉ ngơi xong, sẽ đến tạ ơn chủ tử. Chương 99. Còn cảm ơn, Đào Hoa cảm thấy xấu hổ, ta có giúp được gì đâu, nàng cảm ơn làm gì. Thanh Đài sững sờ, vỗ đầu mình, nô tỳ chưa báo cáo với chủ tử sao? Báo cáo gì? Đào Hoa lắc đầu, ngươi vừa rồi chẳng phải chạy như điên trong sân sao? Dậm chân, Thanh Đài vội nói, nô tỳ vội báo tin cho Từ Mama, quên mất ngài còn chưa biết. Gia mới gửi một phong hưu thư cùng tội trạng của Từ thị lên nha môn kinh đô. Hiện tại Tần thị khóc lóc muốn gặp phu nhân, nhưng Lăng Hàn viện cửa đóng chặt, phu nhân không muốn gặp nàng. Gì cơ? Đào Hoa xoay người ngồi dậy, sao lại như vậy? Thẩm Tại Dã chẳng phải nói sẽ không lật lại bản án của Tri Nguyệt sao? Còn nói Từ quản sự tử đều vô dụng, thế mà chỉ trong chớp mắt đã xử trí Tần thị. Trở mặt còn nhanh hơn lật sách, nô tỳ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tin tức vừa truyền tới, hiện tại gia đang vội chuẩn bị lễ nghi tối nay. Thanh Đài cười tít mắt nói, ngài cũng coi như giúp Từ quản sự hoàn thành tâm nguyện. Ngơ ngác một lúc, Đào Hoa mang giày ra đi xem Từ quản sự. Ngài sao cũng tới, Từ quản sự còn nằm trên giường, khuôn mặt giãn ra, trông trẻ lại không ít, lão thân còn nghĩ đợi lát nữa tỉnh lại, phải đi chào ngài. Khoát tay, Đào Hoa cười gượng, chuyện này chẳng liên quan gì tới ta, ra lúc đi còn cãi nhau với ta, không có lý nào quay đầu lại nghĩ thông suốt đổi ý. Nương tử vào phủ chưa lâu, tướng gia có chút tính tình, ngài còn không hiểu rõ sao. Từ quản sự cười khẽ, hắn từ trước đến nay ngoài miệng nói không lưu tình, nhưng nếu có lý, hắn sẽ nghe và làm theo. Là thế này phải không? Đào Hoa nháy mắt, thoáng chút thẹn thùng, vậy ta móng hoan hắn. Nương tử nói đúng, ngài chẳng phải đã nói, gia cũng chưa chắc sẽ nghĩ thông. Từ quản sự đứng dậy, cúi đầu cảm tạ, lão thân cảm ơn nương tử. Ôi dào, miễn lễ đi. Đào Hoa thẹn thùng nói, chuyện này ta cũng có chút đần độn, nhưng nếu đã thành thì tốt rồi. Tần thị bị hưu, không còn là người của tướng phủ, mà người tốt xấu là ân nhân của tướng gia, quản sự của quý phủ, muốn cầu công lý, thế nào cũng dễ hơn trước. Đúng, Từ quản sự cuối cùng nở nụ cười, như vậy Truy Nguyệt mới có thể báo thù. Lão thân về sau chắc chắn sẽ bảo vệ nương tử chu toàn. Chuyện này không quan trọng, Đào Hoa mím môi, nhìn nàng nói, ta lần đầu gặp một ma không sợ chết như vậy. Trước kia sư phụ luôn nói, mạng sống là quan trọng nhất, nên bất kể thế nào nàng cũng phải bảo vệ tính mạng trước, sau đó mới tính tiếp. Hành vi hôm nay của Từ quản sự thật sự vượt qua nhận thức của nàng. Mẫu thân đối với nữ nhi đều có thể như vậy. Từ quản sự mỉm cười, chẳng lẽ mẫu thân của nương tử không như vậy sao? Hơi sững sờ, Đào Hoa nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, mới nói, mẫu hậu ta mất từ sớm. Cũng không biết như thế nào, tân hậu, không đề cập tới cũng được, lão thân đáng chết. Từ quản sự vội cúi đầu, là lão thân nói sai, nương tử đừng để vào lòng. Không sao, Đào Hoa cười, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối yến hội không đi được, ta sẽ bảo Thanh Đài mang chút ít đồ ăn ngon về cho ngươi. Đa tạ nương tử, khi sự việc đã được giải quyết, tâm trạng Đào Hoa cũng tốt hơn, trở về chuẩn bị cách ăn mặc, nhìn thấy giờ giấc cũng không còn sớm, liền cùng Thanh Đài đi phía trước. Khương Đào Hoa, vừa đi tới nửa đường, liền gặp Tần Giải Ngữ bị gia nô áp giải, nàng trợn mắt hét lên, cơ hồ muốn tránh thoát gia nô trói buộc lao về phía Đào Hoa. Đào Hoa sững sờ, ngạc nhiên nói, giọng nàng thật lớn. Thanh Đài nhíu mày, vô ý thức bảo vệ chủ tử trước mặt. Cảnh giác nhìn Tần thị, Tần Giải Ngữ mặc một bộ quần áo mới, nhưng tóc tai rối bời, trông như điên cuồng, mắt hung dữ trừng Đào Hoa, ngươi là kẻ lòng dạ rắn rết, sẽ không có kết cục tốt. Đào Hoa nhíu mày, bước tới gần, nhìn nàng bị gia nô áp xuống đất quỳ, rồi ngồi xổm xuống nhìn nàng, lời này của ngươi thật kỳ quái, giết người là ngươi, nhiều lần muốn hại ta cũng là ngươi, đầu độc trong viện của ta cũng là ngươi. Sao bây giờ lại thành ta lòng dạ rắn rết, ngươi cố ý. Tần Giải Ngữ phẫn nộ nói, ngươi thông minh như vậy, rất nhiều việc từ đầu đã biết rõ, lại còn cố ý chờ ta đến hại ngươi, chờ bắt tại trận, chờ hại ta thành như thế này. Nghe càng thấy buồn cười, Đào Hoa hỏi, vậy nên, nếu ngươi không hại ta, thì sẽ không thành ra thế này sao? Tần Giải Ngữ sững sờ, rồi mắng to, ngươi là kẻ tâm tư thâm trầm. Nếu muốn đứng yên bị ngươi hại mới gọi là đơn thuần thiện lương. Đào Hoa cười, vậy thì ta thấy tâm tư thâm trầm rất tốt. Ngươi, Tần Giải Ngữ tức giận không nói được lời, ngập nước bọt phun về phía nàng. Thanh Đài nhanh tay lẹ mắt, kéo chủ tử tránh, nước bọt hôi thối bay xa. Gieo nhân nào, gặt quả đó. Đứng dậy vỗ vẫy, Đào Hoa thản nhiên nói, ngươi hận ta, không bằng hận những kẻ đã biến ngươi thành thế này. Dù sao mọi chuyện đều do ngươi làm, tội lỗi ngươi phải chịu, các nàng vẫn còn sống tốt. Nói xong, mang theo Thanh Đài tiếp tục đi. Tần Giải Ngữ ngẩn ra, mãi cũng không hiểu lời của nàng có ý gì. Tướng phủ có hỉ, mặc dù chỉ là nạp thiếp, nhưng cũng có không ít người đến chúc mừng. Khách khứa đều ở ngoài viện dùng tiệc, tướng gia cùng Tần Hoài Ngọc lát nữa sẽ vào nội viện. Mai Chiếu Tuyết cười ôn hòa, nhìn hai bên ngồi, phủ lại thêm tìm muội, các ngươi sau này nên chung sống hòa thuận. Dạ, mọi người đồng ý, rối rít uống rượu, ăn uống. Liễu Hương Quân nhìn Khương Đào Hoa vài lần, cuối cùng không nhịn được mở miệng, vị nương tử mới tới là muội muội của Tần thị, không nghĩ mới vào cửa, chưa kịp thấy mặt, Tần thị đã bị Khương nương tử đuổi ra khỏi phủ rồi. Mắt Đào Hoa không hề nhấc lên, thản nhiên nói, người là do gia đuổi ra. Nhưng chẳng phải là ngài cáo trạng sao? Liễu Hương Quân cười hiền hòa, miệng thì không buông tha, ngày đại hỉ, nương tử không biết kiêng kỵ một chút sao, nhịn một chút. Bốn phía yên tĩnh lại, Đào Hoa chăm chú ăn mì trước món ngon, trên mặt không có vẻ lúng túng hay chột dạ, mà là có chút chẳng thèm quan tâm. Liễu Hương Quân muốn theo dệt chuyện, nhưng không nghĩ Khương Đào Hoa không cãi lại, còn thái độ như vậy. Lập tức chính mình cũng có chút giận, nương tử không nói lời nào, nghĩa là chấp nhận. Tất cả mọi người rối rít nhìn sang, Đào Hoa ngước mắt, vẫn không nói câu nào, chỉ khinh miệt cười, vẻ mặt phong phú, ai cũng nhận ra nàng không muốn so đo với người như Liễu Hương Quân. Loại tội danh vô lý này, càng ầm ĩ chỉ càng làm người khác khắc sâu ấn tượng, giữ thái độ này là đủ. Tần Giải Ngữ bị trừng phạt đúng tội, nàng chỉ tìm cách để trừng phạt thuận lợi, không có gì sai. Nếu không sai, sao nàng phải cùng người tiểu thị cãi nhau đỏ mặt tía tai? Liễu Hương Quân tức giận, muốn tiếp tục đùa cợt, lại cảm giác đoàn nương tử bên cạnh kéo tay áo mình. Dừng lại một chút, nàng lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu không nói. Thiếu chút nữa bị Khương Đào Hoa bức cho nhảy tường, nếu tâm trạng kích động mà mạo phạm, đó mới là tội lớn. Không ầm ĩ sao? Đợi nàng yên tĩnh, Đào Hoa mới cười nói, xem Liễu thị y có thể nói như thế nào, vừa hay ra cùng Tân Tần nương tử còn chưa tới, không bằng ngươi tiếp tục nói đi, cũng làm mọi người thêm vui. Là thiếp mạo phạm, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, Liễu Hương Quân vô ý thức nhìn về phía Mai Chiếu Tuyết. Mai Chiếu Tuyết đối với những gì xảy ra trước mắt đều chọn không để ý, cũng không trách nàng phạm thượng. Liễu Hương Quân thấy vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu tiếp tục dùng bữa. Nửa canh giờ sau, Thẩm Tại Dã cuối cùng mang theo Tần Hoài Ngọc đến. Vì chỉ là nương tử, Tần Hoài Ngọc mặc bộ đồ cưới màu đỏ nhạt, màu đầu cũng không quá hoa lệ. Tuy nhiên, khuôn mặt trông rất đáng yêu, hồng hồng như quả táo, mắt không lớn, nhưng rất có thần. Thiếp là Tần thị Hoài Ngọc, xin thỉnh an phu nhân, chào các vị tỷ tỷ. Đàng hoàng hành lễ, Tần Hoài Ngọc giọng trong veo, về sau kính xin các vị tỷ tỷ nhiều chiếu cố. Miễn lễ, Mai Chiếu Tuyết mỉm cười, đưa tay đặt bao lì xì vào khay nha hoàn đưa tới. Mọi người theo sau, rối rít đưa bao lì xì cho nàng. Đào Hoa nhìn thấy rất hâm mộ, nhịn không được nhỏ giọng nói, Thanh Đài, lúc ta gả tới sao không có bao lì xì. Thanh Đài nhỏ giọng nói, lần đó ngài thật sự là ngoài ý muốn, ngay cả lễ nghi chương trình cũng không qua hết. Vậy bây giờ bù lại, còn có bao lì xì không? Thanh Đài, giống như nghe thấy tiếng nàng, Tần Hoài Ngọc quay đầu nhìn Đào Hoa, cười ngọt ngào, sau đó theo Thẩm Tại Dã ngồi xuống chủ vị. Mọi người cùng kêu lên chúc mừng, lại nói không ít lời tình cảnh. Thẩm Tại Dã nhìn có vẻ tâm trạng tốt, trong bữa tiệc đối với Tân Tần nương tử cũng ôn nhu săn sóc, làm Khương Đào Hoa trợn mắt nhìn thẳng. Ngươi nhìn xem, nàng đưa tay đáp vai Cố Hoài Nhu nói, ra vẻ mặt này giống cưới tân thiếp sao? Rõ ràng là đến đây tân quân cờ nhi, bóng loáng có thứ tự nhất viên pháo. Nương tử uống rượu say rồi, Cố Hoài Nhu khẽ cười nói, có muốn về trước không? Đào Hoa trợn mắt, ta đâu có uống rượu, sao say được? Vừa rồi uống toàn trà mà. Thanh Đài mặt đen lại, lắc lắc bầu rượu, ngài không nhận ra hương vị sao? Khương Đào Hoa, nàng thật không chú ý tới hương vị, toàn bộ tập trung quan sát cặp đôi kia. Hai người này không nhắc nhở thì thôi, nhắc rồi, cả rượu cũng lên đây. Mau đi, đi mau, vội vàng đứng dậy, Đào Hoa nói, nhanh lên, trở về sân nhỏ. Ngài đừng hoảng hốt, Cố Hoài Nhu vội đỡ nàng, cùng Thanh Đài bồi nàng đi ra ngoài, không chào ra sao. Ta sợ say rồi nói lung tung, Đào Hoa nhỏ giọng nói, lỡ nói sai cái gì thì không hay. Nhất là đối mặt Thẩm Tại Dã, nàng rất sợ nói ra lời trong lòng mình. Chương 100. Mọi người thường giữ kín những điều không tiện nói ra, nhưng khi mất lý trí, những lời ấy sẽ vô tình thốt ra, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ như lúc này, khi đầu óc càng lúc càng mơ màng. Khương Đào Hoa bám lấy thanh đài, chỉ vào trăng sáng trên trời và chửi mắng, cái đồ Thẩm Tại Dã, ngày ngày không làm gì mà cứ thích nói lời cay độc, còn coi thường phụ nữ. Hắn nghĩ hắn là ai mà dám cư xử như vậy. Thanh đài và Cố Hoài Nhu sợ hãi, vội vàng cố gắng bịt miệng nàng lại. Nhưng Đào Hoa say rượu vẫn rất mạnh, đẩy các nàng ra và nói, đừng ngăn ta, ta muốn đi thiến cái đồ chó đẻ đó. Trong sân có nhiều phụ nữ như vậy còn chưa đủ, còn muốn thêm nữa, không sợ mệt mỏi sao? Hắn nghĩ trong ngực hắn là ngọc bích hay sao? Đào Hoa giơ tay mô tả hình dáng của viên ngọc bích, cười mỉm, ở giữa còn có một cái lỗ nữa. Cố Hoài Nhu há hốc mồm kinh ngạc, may mắn rằng các nàng đã rời khỏi yến hội, không có ai xung quanh nghe thấy. Chỉ là, thanh đài không hiểu hỏi, ngọc bích ở giữa còn có lỗ sao? Đương nhiên là có, Đào Hoa cười, như vậy mới giống a, vì hắn ở phương diện nào đó cũng thiếu đầu óc. Cố Hoài Nhu giờ khóc giờ cười, tiến lên giữ nàng lại, mọi người đều nghĩ ngài là niềm vui lớn nhất, sao lại có oán khí lớn như vậy? Đào Hoa lảo đảo bước tới trước, vung tay, như cá uống nước, ấm lạnh tự biết mà. Trong thế gian này có quá nhiều cặp đôi nhìn bề ngoài ân ái, nhưng bên trong thì sao chỉ có tự mình biết. Đêm động phòng hoa trúc, Thẩm Tại Dã bước vào phòng, Tần Hoài Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, tiến đến hầu hạ hắn đi ngủ. Thiếp nếu làm gì sai, ra nhớ nhắc nhở thiếp, Tần Hoài Ngọc cười nói, thiếp sợ gặp rắc rối. Không sao, Thẩm Tại Dã ngồi xuống bên giường, ngươi chưa quen nơi này, Giải Ngữ lại vào tù, nếu có gì, cứ tìm phu nhân hoặc Khương nương tử. Tỷ tỷ vào tù hà, Tần Hoài Ngọc ngạc nhiên, vì sao? Nàng giết người, lại còn âm mưu giết người, trừng phạt đúng tội. Vậy chúng ta cứ mặc kệ nàng, đi ngủ sớm thôi. Mặc kệ nàng, Thẩm Tại Dã nhìn nàng, thấy Tần Hoài Ngọc không nhận ra gì sai, bèn nằm xuống giường, thẹn thùng nhìn hắn. Tử Yến Quy còn bị giam trong đại lao, Thẩm Tại Dã dự định thử cùng người khác để quên Khương Đào Hoa, nhưng rõ ràng Tần Hoài Ngọc không thích hợp. Người như vậy không nên ở trên giường hắn. Uống rượu hợp cần đi, hắn đưa ly cho nàng. Tần Hoài Ngọc ngạc nhiên, thiếp chỉ là nương tử, cũng được uống rượu hợp cần. Xem như ta phá lệ yêu thích ngươi. Tần Hoài Ngọc vui mừng, nhận ly uống cạn. Thẩm Tại Dã đứng nhìn nàng ngủ say, rồi lặng lẽ thay xiêm y, rời khỏi phòng, biến vào bóng đêm. Đào Hoa nằm không yên trên giường, xiêm y sộc sạch, khuôn mặt đỏ bừng. Chủ tử, thanh đài mang trà giải rượu đến, Cố nương tử đã về trước, ngài dậy uống chút đồ rồi ngủ. Đào Hoa không thèm để ý, áo buông lỏng lộ vai trắng nõn. Thanh đài thở dài, đặt trà xuống, định kéo áo lại thì bị người từ phía sau ôm lấy, kéo ra ngoài. Cửa chính đóng lại, thanh đài sững sờ muốn phản kháng thì nghe tiếng chạm lô, thanh đài cô nương, tránh một chút đi. Thanh đài quay lại trừng mắt, ngươi đến làm gì? Chạm lô kéo nàng đến góc khuất, nhíu mày, Khương nương tử thông minh như vậy, ngươi vì sao đần thế? Ta đến là tướng gia đến, bằng không làm sao ngươi ra ngoài? Tướng gia, thanh đài hít một hơi, không được, chủ tử say rượu, ngươi phải bảo tướng gia đi. Như thế nào? Chạm lô sợ hãi, Khương nương tử say rượu sẽ thế nào? Sẽ nói linh tinh, thanh đài lắp bắp, tốt nhất là bảo tướng gia đi về thì tốt hơn. Chạm lô nhíu mày, nhìn nhà chính, ngươi đi thỉnh ra đi, ta không dám. Thanh đài, nàng càng không dám. Nếu không thể thỉnh tướng ra đi, thanh đài kéo chạm lô lại, nhấn mạnh, ra nếu giận, người nhớ nói tốt cho chủ tử, nàng không thật lòng muốn vậy. Được, chạm lô gật đầu. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn, ánh sáng mờ tối, người trên giường lại như phát sáng, da thịt như phủ một lớp ngọc trai. Thẩm Tại Dã mím môi, ngồi cạnh giường, kéo áo nàng, nhẹ giọng hỏi, say à? Đào Hoa nhìn hắn, cười như yêu tinh, ta làm sao say? Vậy nhận ra ta là ai không? Nhận ra chứ, Đào Hoa cười, thầm rắn độc, nhìn ngươi nói chuyện như rắn, khắp thiên hạ chỉ có một. Khương Đào Hoa, Thẩm Tại Dã kéo nàng lên, híp mắt, ngươi say thật hay giả say? Đào Hoa ôm lấy hắn, mồm miệng không rõ, ra đã nói, ta nhớ kỹ phải hiểu quy củ, không mạo phạm, không làm ảnh hưởng xấu đến chuyện của gia, phủ này gia lớn nhất, phải nghe lời gia. Giọng mềm mại lại quyến rũ, Thẩm Tại Dã khẽ ngửa ra sau, chống tay lên giường, cảm giác nàng như con rắn, mềm mại quấn quanh hắn, dám đưa tay vào trong váy hắn. Ngươi không tò mò vì sao ta ở đây? Thẩm Tại Dã hỏi, dám câu dẫn ta, không sợ gặp chuyện không may. Đào Hoa không hiểu hắn nói gì, lẩm bẩm, sư phụ nói, đối phó nam nhân chiêu này hiệu quả nhất. Sư phụ ngươi lừa ngươi, Thẩm Tại Dã nói, biện pháp này chỉ có tác dụng với ta, người khác không trúng bẫy của ngươi. Đào Hoa ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn, thật sao? Thật, Thẩm Tại Dã nghiêm túc gật đầu, ta khi nào lừa ngươi? Đào Hoa xị mặt, bĩu môi, ta không tin, ta sẽ đi tìm người khác thử. Ngươi dám, Thẩm Tại Dã kéo nàng lại, ngươi đã lập gia đình, ngoại tình cũng bị dìm lồng heo. Đào Hoa co cổ lại, dè dặt hỏi, vậy ngài ngoại tình có bị dìm lồng heo không? Thẩm Tại Dã, nói đùa gì vậy, ngoại tình là chuyện của nữ nhân, nam nhân sao gọi là ngoại tình. Mùi rượu hòa với hương thơm của Đào Hoa, Thẩm Tại Dã không thể tiếp tục cãi nhau, hưởng thụ say đắm. Nhưng Đào Hoa tối nay thật sự nói nhiều. Ra, ngài một tháng muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy viên phòng, không mệt sao? Nơi này có đau không? Ra, ta có thể nuôi thỏ trong sân không? Ra, ngài không thấy phòng ta thiếu nhiều đồ sao? Thẩm Tại Dã cúi đầu cắn môi nàng một ngụm. Nhưng hắn cũng tò mò, đồ trong nhà ngươi đi đâu hết? Bán, Đào Hoa cười, chỉ vào trán mình, ngài xem, ta viết, ăn cây táo, rào cây sung. Thẩm Tại Dã kéo tay nàng xuống, ôn nhu hỏi, bán lấy tiền làm gì? Triệu Quốc có quân trường quyết, ngài biết không? Đào Hoa cười nói, ta lấy tiền để nuôi quân đội. Trong lòng Thẩm Tại Dã trầm xuống, mặt đen lại nhìn nàng, Khương Đào Hoa, ngươi có biết hành động này khiến ta giận đến mức nào không? Lén lút bán đồ của hắn để nuôi quân đội của Triệu Quốc. Triệu Quốc thiếu nàng chút tiền đó sao? Biết chứ, nên ta không định nói cho ngài biết. Đào Hoa cười tinh quái, chọc chọc vào mặt hắn, thấp giọng nói, chúng ta đang ở trong mộng, ngài đừng coi là thật, cười một cái nào. Thẩm Tại Dã, cảm tình hai người đã sâu đậm, nàng còn nghĩ đang mơ. A, tiếng hét thảm vang lên trong nhà chính, Thanh Đài bên ngoài giật mình đứng dậy muốn vào xem. Trạm Lô kéo nàng lại, bảo nàng bịt tai. Dưới sự việc của chủ tử, ai cũng không dám xen vào, không muốn sống nữa sao? Thanh Đài có chút lo lắng, sợ chủ tử mình phạm tội lớn. Nhưng Trạm Lô ngăn lại, nàng chỉ có thể đợi. Khi bình minh ló dạng, bốn phía sáng lên, Đào Hoa mới rốt cuộc thấy rõ người trước mắt là ai. Ra, giọng khàn khàn, Khương Đào Hoa có chút sụp đổ, ngài không phải ở chỗ Tần nương tử sao? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.